Nếu các bạn ở nhà mà đã từng làm thì lên đây thầy thao tác các bạn thấy bình thường. Nhưng mà nếu ở nhà các bạn chưa làm cái form login hôm trước thì hôm nay thầy kéo thả, và có một số bạn kêu thầy ơi làm nhanh quá. Và trong khi các công đoạn nó chỉ có vậy thôi, giống y hôm trước. Như vậy thì mình sẽ làm một cái form thông tin sinh viên. Thông tin sinh viên mình sẽ sử dụng một số cái thông tin bữa hôm trước và mình design lại. Như vậy trong cái thông tin của sinh viên này thầy để một cái label đầy ở phía trên, đặt tên cho nó là thông tin sinh viên. Trong cái thông tin sinh viên này thầy sẽ cho nó là màu thay đổi, font thay đổi, kích thước chữ thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ chọn với cái thuộc tính hay property là font. Ở đây mình có thể đổi font cho nó in đậm, cho size nó lớn. Mình có thể đổi màu. Như vậy cái thông tin sinh viên của chúng ta nó đã có màu khác. Mình để một cái label nhập vô đây là mã số sinh viên. Mã số sinh viên. Mình để một cái text field. Text field này các bạn sẽ kéo rộng ra một tí và edit text xóa đi. Change variable các bạn chọn TXT mã số sinh viên. Đến đây kịp không? Kịp phần chỗ này không? Tạo ra cái reframe, tạo ra cái label. Đây mã số sinh viên, đây text field. Kịp không nào? Đổi màu, chọn label. Trong thuộc tính của nó có hai chỗ mình cần đổi, một là font, hai là foreground. Như vậy trong cái font này các bạn click vô cái ba chấm phía sau thì nó hiển thị lên một cái bảng. Trong cái bảng này mình chọn font, chọn đậm hay in nghiêng, chọn size. Rồi xíu dưới màu thì mình đổi thành màu. Là mình đã có được mã số sinh viên. Bây giờ mình chọn cả hai, nhấn Ctrl, mình chọn cả hai đối tượng này, các bạn nhấn cho thầy Ctrl D. Ctrl D nó double và nó cho mình thông tin luôn cho nó nhanh. Mình đổi cái này thành tên. Tên sinh viên. Chỉ có là chỗ này mình bị hơi hơi vướng tí xíu thì mình kéo ra, kéo cái này ngắn lại, chọn cả hai, các bạn kéo ngắn lại. Rồi cái tên sinh viên này mình kéo ra tí. Như vậy ở chỗ này mình click chuột phải, mình đổi luôn. TXT không còn mã số sinh viên nữa, mà TT của mình bây giờ là tên sinh viên. Mình có một cái text field khác và mình đặt nó là tên sinh viên. Ctrl D nữa. Nếu như mà các bạn muốn nhập thêm một cái thông tin mới, còn ở đây thầy muốn nhập chỗ này là giới tính. Giới tính. Vậy giới tính của mình sẽ làm cái gì? À, mình có thể chọn radio button, mình có thể chọn combo box, mà thường người ta sẽ sử dụng radio. Thường người ta sử dụng radio button và mình đặt ở đây, đổi lại edit text thành nam. Mình kéo cho nó ngắn lại một tí để cho nó khỏi vướng ra phía sau. Chỗ này bạn nhấn Ctrl D và kéo cho nó lên phía trên. Đổi thành nữ. Đủ chưa? Nam, mình đặt tên cho nó là
Radio Nam, RDO Nam. Bên này nữ, RDO nữ. Đủ chưa ta? Thiếu gì? À, mình thiếu một cái rất là quan trọng tại thời điểm này. Giới tính còn gì khác? Khác nữa nha. Bây giờ đây là một cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm đó. Trước đây bạn giới tính bạn chỉ cần hai lựa chọn. Như vậy thì trong data của mình khai báo kỹ dữ liệu gì là mình đã lưu được giới tính? Biết chính xác, trong SQL mình chỉ cần biết là lưu được giới tính. Bởi vì kiểu dữ liệu này cực kỳ tiết kiệm. Nó chỉ còn một bit thôi là đã lưu được cái trường này rồi. Nhưng mà tại thời điểm này thì giới tính không còn hai nữa mà là ba giới tính được thế giới công nhận rồi. Thành ra các bạn khi viết phần mềm bạn phải viết giới tính thứ ba bắt buộc. Lý do là công ty của các bạn từ hồi nào đến giờ chỉ có hai giới tính là được, nhưng biết đâu ngày mai có một bạn vô xin việc và trong khai sinh ghi là giới tính khác rồi sao? Là phần mềm của mình lỗi rồi, đâu có cái để nhập đâu. Thành ra là bắt buộc nha, mình là lập trình viên mình phải nghĩ đến mấy chuyện đó, nam nữ và khác. Và trong này mình đổi cái radio button lại thành khác. Và chúng ta sẽ xử lý một cái nút. Chúng ta đang ví dụ đến radio button thôi, cho nên chúng ta xử lý đến đấy là được rồi. Và các bạn chọn cho thầy một cái nút. Mình tạm thời mình đặt cái nút này là lưu. Ví dụ tí nữa mình lưu cái form này. Đổi lại cho nó là BTN lưu. Chạy lên nào. Bây giờ mình chạy lên trước. Chạy lên trước mình xem thử là kết quả của nó thế nào đã. Click chuột phải, run. Ở đây các bạn gõ mã số sinh viên, tên, nam, nữ, khác. Sao kỳ vậy? Chúng ta thiếu gì? Chúng ta thiếu button group. Và cái group đó thì coi như là một container. Cái khái niệm container phía trước mình đã học nhưng mà mình chưa thấy rõ. Thì bây giờ nó là một dạng container. Và các bạn chú ý khi mà thầy thêm vào nè. Đây. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ dùng button group ở bên này. Thấy button group ha. Kéo. Thấy nó không? Thấy. Thả ra. Đâu rồi? À. Như vậy bạn muốn nhìn thấy được cái button group thì bạn qua cái phần ở bên này. À. Navigator. Bạn mới thấy được cái order component, tức là thành phần khác, thì người ta để là button group 1. Và bạn có thể đổi tên nó lại. Change variable name mình để là BTN group hoặc là G cũng được, hoặc là group cũng được, BTN group. Giới tính BTN group giới tính, button group giới tính. Và mình sẽ thay đổi chút xíu ngay chỗ là nam nữ khác. Và mình chọn ở bên này, các bạn thấy bên property chọn cả ba luôn nhé. Property các bạn chọn button group giới tính, nam giới tính, nữ. Đó. Rồi chạy lại xem có gì khác không.
nam, nữ, khác. Như vậy được chưa? Xong. Bây giờ mình nhấn nút lưu. Thì mình sẽ lấy giá trị của mã sinh viên, lấy giá trị của tên sinh viên và lấy giá trị ra nam, nữ, khác. Mình hiển thị lên. Hiển thị lên. Như vậy hiển thị thì chúng ta sẽ thêm một phần nữa ở trong cái lý thuyết của mình. Đó là cái thành phần của chúng ta là reoption pane. Mình sử dụng cái này để mình hiển thị thông tin lên. Vậy trong phần hiển thị thông tin, thầy sẽ xử lý đối với lại cái nút bấm. Để làm sao mà mình viết được code cho nút này thì có rất nhiều cách để mình viết. Hôm trước mình cũng đã giới thiệu qua rồi. Một là bạn click chuột phải, bạn chọn một event để bạn viết. Hai là trong cái nút này bạn sẽ chọn nút và bạn chọn bên này event. Thì nó cũng hiển thị rất là nhiều event. Và bạn muốn chọn cái nào thì bạn chọn vô cái dấu, dấu mũi tên này, và mình chọn thì nó sẽ viết ra. Hoặc là mình làm gì? Nếu mà hai phương pháp đó mình không dùng, mình có thể double click. Như vậy hai phương pháp lúc nãy là mình chọn cụ thể một event nào đó. Còn nếu như mà mình double click thì nó sẽ ra một cái event mặc định cho cái sự kiện của nút này là action performance. Đây là mặc định. Và mình viết sự kiện ở đây. Lấy tên. Lấy tên. Tên ở đâu? Test field. Mình muốn lấy giá trị trong test field, mình dùng phương thức getText. Ok. Và nó sẽ trả về, trả về kiểu, kiểu string. Ok. Kiểu string. Tên bằng txt mã số sinh viên. Mình khai báo tên trước cũng được. Chấm get test chấm phẩy string mã số sinh viên bằng txt mã số sinh viên chấm get test. Bây giờ đến giới tính. Giới tính nó chỉ có thể chọn bằng cách là select. Vậy làm sao mình biết đó là nam hay nữ? Nếu như mà nó chọn ở bên này, combo box, bây giờ mình sẽ thử lấy một giá trị thôi. Ví dụ, thầy chọn giá trị của cái radio box nam đi. Thầy chọn cái này. Thầy muốn xác định là nó được chọn hay không được chọn thì mình dùng phương thức gì? Phương thức đó là it's selected. Kiểm tra thử có được chọn hay không. Và khi bạn chọn cái phương thức thì phía trên này nó có phần chú thích cho chúng ta để mình biết được là phương thức này dùng để làm gì. Tại sao không ngồi qua đây? Không sao, mang theo cái ổ cắm nữa. Còn không thì ngồi qua bên này, ngồi dậy vất vả cho em. Như vậy, đối với lại một phương thức thì nó có chú thích ở trên này. Phương thức này không có giá trị đầu vào mà có giá trị trả về là kiểu boolean. Thì mình xác định là có chọn hay không chọn. Ở chỗ này mình có thể xuất cái này ra để mình biết được chọn hay không. Vậy thì nó trả về kiểu boolean. Nếu là true là được chọn. Vậy mình giả sử mình có giới tính là string để chứa giới tính. Vậy làm sao mình biết giới tính là nam hay nữ? Nếu gì nào? Nếu như radio button nam mà là được chọn thì sao? Thì cái gì? Thì giới tính bằng nam.
Con không? Chưa chắc. Nếu radio, radio nữ được chọn thì giới tính bằng nữ. Còn không? Ít, ít nữa không? Ít nữa không? Giới tính bằng thầy chỉ nói khác thôi. Và cuối cùng thầy sẽ sử dụng cái gì nào? G option. Ở chỗ này mình gọi trực tiếp phương thức show message. Ủa tại sao mà mình không khai báo biến mà mình dùng được ta? Nhớ cái này không? Lớp này là lớp gì mà khai báo, không khai báo mà dùng trực tiếp được từ tên lớp? Java 1. Phương thức show message dialog này là phương thức kiểu gì mà xài được trực tiếp vậy? Giỏi quá. Ok. Và chỗ này chúng ta có thể để giá trị đầu tiên là nên. Giá trị thứ hai mình sẽ thêm vào mã số sinh viên cộng với tên cộng giới tính. Bây giờ mình sẽ chạy thử xem nó xuất ra cái gì. Mã số sinh viên A, tên A, giới tính nam. Đây xuất ra A nam. Nếu như mình chọn nữ, xuất ra nữ. Chọn khác, xuất ra khác. Và có một chút vấn đề. Có một chút vấn đề. Nếu như bình thường khi các bạn chạy cái form này lên, chạy cái form này lên, thì bạn nhập tên, bạn nhập mã số, xong bạn nhập tên, và cuối cùng bạn phải nhập tiếp một cái giới tính nữa. Và việc này không cần thiết. Và mình nên set cho một giới tính nào đó mặc định. Lý do tại sao? Bởi vì đường nào bạn cũng có một giới tính. Nếu là nam, không nam thì nữ, mà không nữ thì khác. Như vậy khi mà mình đã xét giới tính là nam thì gần như 50% số lần nhập mình không cần phải nhập chỗ này. Nó giảm đi cái thao tác của người dùng. Được không? Giảm thao tác của người dùng. Và chúng ta xét giá trị mặc định cho một thành phần thì các bạn có thể sử dụng hàm khởi tạo. Đây, phương thức khởi tạo của một class là khi mà mình tạo là nó đã tự động phương thức khởi tạo rồi. Và nó một, có một cái phương thức là init component, là khởi tạo các thành phần, là nó nằm ở dưới này. Init component đây. Đó, nó tạo ra cho mình nè. Mình đặt tên gì là nó tạo ra ở đây nè. Và chỗ này màu xám này là phương thức này. Nói chung cái gì trong màu xám thì mình không sửa được. Nếu như bạn nào mà code hết từ đầu đến cuối á, thì mới sửa. Còn cái này là mình kéo thả, thì những thành phần này bạn không sửa được nha. Và hiện nay có một số bạn đang cài Visual Code luôn, cho nên nếu mà trong máy của các bạn mà cái đuôi .java này nè, mà bạn vô tình bạn mở bằng Visual Code, bạn đóng lại, coi chừng qua NetBeans nó không nhận. Ví dụ như lớp 2, lớp 3 rồi mình code, mình kéo thả đã đời rồi. Cái xong vô tình mình mở bằng Visual Code. Ôi em nhầm, đóng lại, mở NetBeans. Đợi em làm lại. Coi chừng nha. Thử đi, tạo ra một cái class nào đó là chưa có gì, mình thử đi. Nếu mà nó bị lỗi thì mình tránh, mà nó không bị lỗi thì thôi. Nhưng mà đa số là lỗi. Rồi, chỗ này
cái mà thành phần ở bên trong cái lớp khởi tạo này mình đừng có đụng vô, mình nên viết thêm một cái lớp của riêng mình, rồi khởi tạo. Sau này các bạn nên viết như thế để làm gì? Mình dễ quản lý code của mình. Và cái khởi tạo của mình là mình mong muốn rằng khi mà cái frame này chạy lên thì giới tính nam sẽ được chọn đầu tiên. Vậy giới tính nam là radio port nam chấm, thiết lập cho nó chọn đầu tiên thì mình sẽ nghĩ đến từ khóa set. Đó, set, set selected, set selected true. Chạy lại chỗ này mình phải gọi cái đã, mình gọi khởi tạo vô đây đã, khởi tạo vô cái phần phương thức constructor của nó, run. Được chưa? Nam được chọn đầu tiên. Trong này nó có một cái phương thức mà mình nên xài lúc này cho nó tiện, set location related to, bạn chọn ở đây là nên. Rồi chạy lại xem nó ra cái gì, chạy lại nha, click chuột phải chọn run, nó ra giữa màn hình, dễ nhìn, dễ nhìn thôi chứ không có gì. Đó, như vậy mình dùng cái phương thức là set selected, set cái vị trí của nó, set location related to none. Như vậy chúng ta đã xong cái phần debug demo về về sử dụng các cái component cơ bản. Nó có phần mà radio box.